xin chào, Giám Sinh Sắn đã quay trở lại với 500 anh em rồi đây. Có thể nói, những Gen Z như chúng ta luôn yêu thích những điều mới lạ. Nhưng lạ đổi thay, lại có những điều dù đã cực kỳ cũ kỹ, nhưng vẫn khiến chúng ta phải chết mệt, bất chấp trải qua bao nhiêu năm tháng. Đúng vậy, ai mà chẳng có thời trốn bố mẹ, không chịu ngủ trưa để xem cho được tập phim Tây Du Ký, dù trò đã cày đi cày lại nhiều đến nỗi thuộc lòng từng chi tiết cơ chứ. Cày nát từng tập là như vậy. Liệu các ông đã biết danh tính của những cao thủ sở hữu pháp lực mạnh nhất mà ngay cả đến Tề Thiên Đại Thánh cũng phải chào thua hay chưa? Nếu chưa thì không sao, để Sắn giải đáp ngay và luôn trong video sau đây nhé. Đứng chễm chệ ở vị trí đầu tiên là Lão Tổ Bồ Đề, cũng chính là vị sư phụ đáng kính của Tôn Ngộ Không. Anh em biết đấy, trong Tây Du Ký, vị sư phụ đầu tiên thu nhận Tôn Ngộ Không không phải là Đường Tăng mà là Bồ Đề Tổ Sư. Theo đó, Bồ Đề Tổ Sư là vị sư phụ đầu tiên từng thu nhận và dạy dỗ Tôn Ngộ Không, đồng thời cũng là người truyền cho hầu tử 72 phép địa sát, biến hóa thần thông quảng đại. Năm ấy, khi thu nhận Tôn Ngộ Không làm đệ tử, Bồ Đề Tổ Sư từng nói, người từ bây giờ định sinh bất lương, dù cho người có hành hung gây tai họa như thế nào cũng không được nói là đệ tử của ta. Bằng không, người chỉ cần nói nửa chữ thì ta cũng đã biết rồi, ta sẽ lột ra chóc xương con khỉ nhà ngươi, phân thần hồn của ngươi ra làm 9 khúc, cho ngươi vạn kiếp không thể thoát thân được. Chỉ qua câu nói này, có thể thấy Bồ Đề Tổ Sư có bản lĩnh cao cường, có thể nhìn thấy trước số mệnh trong tương lai của Ngộ Không. Tuy nhiên, trong số 500 anh em ngồi đây, đố ai biết được về lai lịch thực sự của Bồ Đề Tổ Sư đấy, khó quá phải không nào? Còn theo một số thông tin mà Sắn tìm hiểu được thì Bồ Đề Tổ Sư chính là sư đệ của Phật Như Lai. Chẳng thế mà khi Tôn Ngộ Không đại náo thiên cung thì cũng chỉ có Phật Tổ Như Lai có thể trị được mà thôi, vì nguyên lai Tôn Ngộ Không là đệ tử của sư đệ mình. Chưa tính đến thân thế thực sự thì ai cũng biết Ngộ Không theo Bồ Đề học nghệ chưa tới 10 năm đã đại náo thiên cung, còn sư tổ Bồ Đề thì tu luyện hàng nghìn năm, vậy nên có thể khẳng định chắc nịch rằng công lực của ngày ấy cũng cao hơn Ngộ Không gấp bội phần rồi. Ở vị trí thứ hai chính là Trấn Nguyên Đại Tiên, người sở hữu cây nhân sâm quý giá vô cùng. Theo đó, trong Tây Du Ký, Trấn Nguyên Tử được miêu tả là một tổ địa đại tiên tu luyện ở Ngũ Trang Quán, Vạn Thọ Sơn. Bên cạnh quyền thế lớn, Trấn Nguyên Tử còn mang theo mình một bảo vật cực kỳ giá trị, đó là cây nhân sâm ngàn năm tuổi. Được biết rằng, cây nhân sâm của Trấn Nguyên Tử sinh ra từ khi càn khôn còn hỗn loạn, trời đất còn mờ mịt chưa phân, khắp tứ đại bộ châu trong thiên hạ chỉ có Ngũ Trang Quán ở Tây Ngưu Hạ Châu là sản sinh ra cây ấy, có tên là Vạn Thỏ Thảo Hoàn Đơn, còn gọi là nhân sâm quả. Trong một đêm, Tôn Ngộ Không cùng các đại sư lẻn vào Ngũ Trang Quán, đã vô tình làm đổ cây nhân sâm. Nhân lúc trời còn chưa sáng, Ngộ Không đã kéo các sư đệ tìm đường bỏ chạy, nhưng đã bị Trấn Nguyên Tử phát hiện. Dù cả ba đệ tử của Đường Tăng đều cùng nhau hợp lực đánh trả, nhưng đã bị tổ đại đại tiên thu phục, tóm gọn vào ống tay áo chỉ trong nháy mắt. Tôn Ngộ Không biết mình không phải đối thủ của Trấn Nguyên Tử nên đã cúi đầu nhận thua và đi tìm Quan Thế Âm Bồ Tát nhờ giúp đỡ cứu cây nhân sâm. Lúc ấy Bồ Tát mới biết sự thật về Trấn Nguyên Tử Đại Tiên, rằng Trấn Nguyên Đại Tiên pháp lực vô cùng lớn, khắp Phật giới đều phải kính nể ông ba phần. Vậy mà Tôn Ngộ Không đắc tội với ai không đắc tội lại đụng trúng ngay vị đại tiên lợi hại này, trách sao khó lòng đấu lại. Cũng như Bồ Đề Tổ Sư, lai lịch của Trấn Nguyên Đại Tiên cho đến nay vẫn còn khiến khán giả nảy sinh nhiều hoài nghi. Có người nói Trấn Nguyên Đại Tiên cùng thế hệ với Ngọc Đế, cũng có người nói Trấn Nguyên Đại Tiên có thể đánh bại được Lão Tổ Bồ Đề. Tuy nhiên, chính Trấn Nguyên Đại Tiên cũng thừa nhận mình không làm gì được Tôn Ngộ Không, chỉ có thể tạm thời giam giữ. Bởi vậy, so với pháp lực thì Trấn Nguyên Đại Tiên vẫn thua Lão Tổ Bồ Đề một bậc, do ngày ấy mới là người dạy võ cho Ngộ Không, nên sẽ biết được nhược điểm của Ngộ Không và có thể đánh bại được Tề Thiên Đại Thánh. Tiếp theo trong danh sách này đó chính là Lão Sư Vương Ma Đầu. Ở một nước nào đó phía Tây Vực, vũ khí của ba huynh đệ Tôn Ngộ Không bị con sư tử tinh lấy mất. Với bản tính nóng nảy vốn có, Tôn Ngộ Không lập tức san bằng động sư tử, bởi vậy mà Lão Tổ Sư Tử mới xuất hiện để trả thù. Tên ma vương này cũng tuyệt đối không phải dạng vừa trong nháy mắt đã bắt gọn Đường Tăng, Bát Giới, Sa Tăng và ba người con của quốc vương. Về phần Tôn Ngộ Không thì may mắn trốn thoát, nhưng sau đó cũng đành mời Bồ Tát xuống giúp sức hành phục.
Nhân vật thứ tư xuất hiện trong video ngày hôm nay đó chính là Nhị Lang Thần. Nhị Lang Thần tức Dương Tiễn là con trai thứ hai của Giao Cơ Tiên Tử, tức em gái Ngọc Hoàng. Với tài phép và võ công cao cường, Nhị Lang Thần được người đời ca tụng là chiến thần của thiên đình. Bên cạnh 72 phép thần thông biến hóa, thất thập nhị huyền công và võ công cao cường, Nhị Lang Thần còn sở hữu vũ khí có tên Tam Tiên Đao. Được biết cây đao này là do Giao Long Ba Đầu, một đại yêu quái từng bóp nát trái tim của Giao Cơ Tiên Tử hóa thành, sở hữu sức mạnh vô cùng lợi hại, đánh đâu diệt đó, sức mạnh vô song. Ngoài ra, Nhị Lang còn sở hữu thêm một con mắt ở giữa trán mang tên Âm Dương Nhãn, loại mắt mà có thể nhìn thấy những thứ mà mắt trần của người bình thường không thể nhìn thấy được. Năm ấy, khi giao đấu với Nhị Lang Thần, Ngộ Không từng dùng phép biến hóa để đánh lừa nhưng mà vẫn không thoát được khỏi mắt Âm Dương. Vậy nên lúc Nhị Lang Thần đánh nhau với Tôn Ngộ Không, nhìn qua thì tưởng là ngang sức ngang tài, bất phân thắng bại. Nhưng thực chất thì Nhị Lang Thần quân vẫn chiếm ưu thế hơn. Nhờ vào vòng kim cang trác của Thái Thượng Lão Quân, Nhị Lang Thần đã bắt được Tôn Ngộ Không. Đứng ở vị trí số 5 là một nhân vật chuẩn đét với câu nói nhỏ mà có võ, còn ai ngoài Hồng Hài Nhi nữa đây? Theo đó, sử dụng kỹ thuật khí giới của Hồng Hài Nhi thoáng qua thì có vẻ bình thường, thế nhưng Tam Muội Chân Hỏa lại quá đỗi vô địch. Chẳng thế mà cả ba huynh đệ Tôn Ngộ Không, Bát Giới và Sa Tăng đều bị thiêu rụi, dù trước đó lò luyện đơn của Thái Thượng Lão Quân không tài nào thiêu chết được Mỹ Hầu Vương. Sau cùng, ngay cả Quan Âm Bồ Tát cũng chỉ có thể hàng phục, chứ không trực tiếp giao đấu với Hồng Hài Nhi. Vị trí số 6 gọi tên nhân vật bị nhiều người ghét nhất Tây Du Ký, đó chính là Lục Nhĩ Mỹ Hầu, tức là Tôn Ngộ Không giả. Giả mạo ai không giả, lại giả làm phiên bản pha kê của nhân vật nhiều fan nhất, bảo sao chẳng bị ghét cơ chứ. Tính ra thì Lục Nhĩ Mỹ Hầu hoàn toàn không hề kém cạnh chút nào so với Tề Thiên Đại Thánh. Thậm chí, nói đúng hơn thì tên Ngộ Không giả này còn có phần lợi hại hơn so với phiên bản thật, bởi vì Ngộ Không có gậy như ý. Còn Lục Nhĩ Hầu chỉ cần một cây gậy bình thường đã có thể cùng Ngộ Không ngang tài ngang sức, chiến đấu với Ngộ Không mấy ngày liền cũng bất phân thắng bại. Và vị trí thứ 7, đương nhiên rồi, đó chính là Tề Thiên Đại Thánh, Tôn Ngộ Không. Ngộ Không là học trò của Bồ Đề Sư Tổ, học được 72 phép biến hóa, có thể cưỡi mây đạp gió, phi được tới 108.000 dặm, từng đại náo thiên cung, chiến đấu với thiên quân vạn mã, đưa đường tăng thuận buồm xuôi gió đi thỉnh kinh. Nhiều đó đủ chứng minh pháp lực thuộc hàng không phải dạng vừa đâu của Mỹ Hầu Vương rồi, đúng không nào? Nhiều người cho rằng nếu chỉ xét về mặt pháp lực thì còn một nhân vật nữa trong Tây Du Ký cũng có thể sánh ngang hàng với Tề Thiên Đại Thánh, đó chính là Đại Bàng Cánh Vàng, Kim Sĩ Điểu, tam đệ trong ba đại ma vương thống lĩnh núi Sư Đà. Thật vậy, Đại Bàng Cánh Vàng có thể bay 113.000 dặm, từng đại náo điện Phật ở Tây Thiên, đến nỗi 500 vị La Hán cũng không làm gì được hắn. Chẳng phải có gì đó rất giống với Tôn Ngộ Không hay sao chứ? Vậy là những cái tên không ngần ngại vượt mặt Tề Thiên Đại Thánh trong huyền thoại Tây Du Ký đã lần lượt xuất hiện cả rồi. 500 anh em ấn tượng với nhân vật nào nhất? Để lại bình luận xuống bên dưới video này nha. Nếu thấy video này hay thì nhớ tặng Xám Xinh Xắn những nút like và share cho tình cảm đi lên nhá. Còn bây giờ thì Xám tôi xin chào và hẹn gặp lại các ông ở những video tiếp theo. Bye bye.